Nếu bạn ở thời Trung Cổ và phải đối đầu với một hiệp sĩ mang giáp trụ hầm hố, bạn sẽ phải làm gì để hạ hắn? Hãy điểm lại một số lần bạn nhìn thấy trong phim hay game thời Trung Cổ có một số kẻ sừng sững đứng trước mặt và mang một bộ giáp trụ kín tới mức nhìn đã thấy nóng. Sau đó, những kẻ đó nhanh chóng bị nhân vật chính đâm chết hoặc chém chết bằng những thanh kiếm. Vậy đó có phải cách đúng đắn của cha ông để hạ những gã mặc giáp? Làm thế nào để hạ những hiệp sĩ mặc giáp dày như thế này? Nói về giáp thì ta cần phải nhìn nhận một điều là trên thế giới này có rất nhiều loại giáp theo từng thời kỳ khác nhau. Như ở châu Á thì giáp thường khá mỏng, nhẹ và đa phần là giáp dạng tấm nhỏ đan vào nhau. Trong khi đó ở châu Âu thì rất chuộng giáp vảy cá và giáp lưới sắt, tất nhiên không thể thiếu được giáp dạng tấm. Những hiệp sĩ với những tấm sắt dày chính là những cỗ xe tăng di động trong thời Trung Cổ. Bài viết này sẽ tập trung vào cách hạ một tên hiệp sĩ mặc giáp dạng tấm. Và tất nhiên là cả hai sẽ đều đứng dưới mặt đất và tìm bất cứ vũ khí nào cầm tay có thể sử dụng được. Giáp tấm là gì? Trước hết cần phải nói sơ sơ về giáp trụ dạng tấm mà chúng ta sẽ đem vào trong bài viết. Bộ giáp được chọn là giáp dạng tấm của các quý tộc và hiệp sĩ sử dụng vào khoảng thế kỷ thứ 15. Đây có thể xem là dạng giáp trụ có khả năng bảo vệ người mặc một cách hiệu quả nhất, không chỉ về thiết kế mà còn cả cách họ mặc chồng các tấm lên nhau. Loại giáp tấm được nhắc đến trong bài viết. Để mặc được bộ giáp này, đầu tiên ta cần mặc một bộ đồ vải lót phía bên trong, sau đó mới là mặc các tấm giáp theo thứ tự từ dưới đi lên. Một số trường hợp người mặc giáp sẽ lót thêm một tấm giáp lưới ở các phần kẽ hở của bộ giáp, giúp cho người mặc được bảo vệ tốt hơn. Các tấm giáp sẽ đa phần được bo tròn nhằm làm tránh hướng tấn công của các loại vũ khí. Ngoài ra các viên giáp cũng sẽ được dập sao cho vênh lên để tránh được các trường hợp vũ khí sắc nhọn khi đâm trúng vào giáp sẽ bị trượt vào các kẽ hở như khớp hay cổ người mặc. Làm sao để hạ được một kẻ mang giáp tấm? Trước hết là cân nhắc vài điều về bộ giáp trụ này. Trong trường hợp bạn muốn tấn công bằng vũ khí sắc nhọn, hãy nên nhớ vũ khí sắc nhọn vốn không thể xuyên qua được tấm giáp dày. Cho dù bạn có đâm chém cỡ nào đi chăng nữa thì lực chém của bạn cũng sẽ bị trượt đi mất do các tấm giáp đã được bò tròn. Nếu bạn đâm vào các kẽ hở thì vẫn có khả năng tên hiệp sĩ đó mặc giáp lưới và tất nhiên mũi nhọn vũ khí cũng chẳng thể đi được quá xa trước khi bị kẹt lại. Bạn có thể cầm một cây thương và dùng hết sức để đâm vào hắn, nhưng lực của bạn sẽ không đủ để tạo nên sát thương chí mạng. Mũi thương của bạn có thể xuyên qua tấm giáp được 1-2 cm, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để chạm đến da của người mặc. Bạn có thể đâm xuyên qua lớp giáp nếu bạn cưỡi ngựa và lao tới với vận tốc 50 km/h, nhưng đây không phải là trường hợp chúng ta đang nói tới. Và chúng ta đang giả định tình huống tấn công dưới mặt đất và cả hai đều đang đứng bằng chân chứ không phải là chân ngựa. Chém không được, đâm cũng không xong, thế còn đập? Khi bạn không thể tạo ra được những vết thương một cách trực tiếp thì đã đến lúc bạn phải sử dụng một cách gián tiếp. Và vô tình, đây lại là cách được sử dụng phổ biến nhất để đối đầu với những gã mặc giáp. Sử dụng một thứ vũ khí nặng để đập vào kẻ mặc giáp tất nhiên là sẽ không khiến lớp giáp của hắn bị xuyên thủng ngay lập tức, nhưng chắc chắn tên đó sẽ bị choáng váng. Việc đập mạnh vào các lớp giáp có thể gây ra chấn động lớn cho người mặc. Đó là lý do tại sao các tấm giáp này thường hay phồng lên để giảm chấn động trực tiếp. Tuy nhiên, họ không có cách nào để giảm chấn động khi bị đánh vào đầu. Các mũ giáp đa phần đều ôm sát đầu và lót vải hoặc bông ở bên trong, hiển nhiên bấy nhiêu là không đủ để tránh chấn động. Đây cũng là các lý do khiến cho các vũ khí thiên về công phá như là chùy hay búa chiến trở nên thông dụng. Không cần quá lo lắng về việc phải đánh ở góc độ nào, chỉ cần nhắm vào đầu và vùng hết lực. Nếu như lo ngại về cự ly, có thể sử dụng thêm một tấm khiên hoặc thay vào đó là dùng cái này. Các dạng binh khí va đập trở thành khắc tinh của giáp trụ. Về cơ bản, poleaxe là một vũ khí kết hợp từ 3 vũ khí khác nhau là rìu, thương và búa. Đây cũng là lý do khiến cho poleaxe được đánh giá là vũ khí thích hợp để đối đầu với những kẻ mặc giáp. Nó có thể đập, chém chỉ bằng một cái xoay tay. Poleaxe hay halberd trở thành món vũ khí tối thượng để đối đầu với các hiệp sĩ. Trong khoảng thời gian từ thế kỷ 14 đến tận thế kỷ 16 thì poleaxe là một món vũ khí chuyên dùng cho các lực lượng quân đội hoàng gia. Ngay cả ở thời hiện đại, một thể biến khác của poleaxe là halberd được sử dụng làm vũ khí chính của các cận vệ tại Vatican. Vậy cách tốt nhất để đấu với một hiệp sĩ giáp trụ đầy mình là gì? Cứ lấy búa mà đập thật mạnh vào đầu. Ok? Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot.
See ya.